Xin mời cả lớp cùng đọc bài thỉnh chư thiền. Sakkhe kame charu pe jivisikara tate chantalikhe vimane ipe rate chagame aruanagane gehavatam hikate phumma chayantu deva jalathalavisame gakkhagam thappanaga tithanta santikkeyam muniwara vachanam sathavo me sunantu dhammasavanakalo ayam phadanta dhammasavanakalo ayam phadanta dhammasavanakalo ayam Tanapama Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Thằng Saranang Gacchami Thằng Saranang Gacchami Sankhang Saranang Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyambi Thammang Sanggacchami Tatiyambi Sangham Saranang Gacchami Panchasilani Panatipata Weramani Sikkhapadang Adinadana Veeramani Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu Muccacara Veeramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Veeramani Sikkhapadang Namo Buddhaya, Namo Dhammaya,
Nam mô Sang Kha Giá. Tập thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ, các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay là quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp, nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sanh thì nhân lành gây dựng các lớp vi diệu pháp sự soạn giảng giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe và sự an vui cùng mọi thành tựu viên mãn cho thầy Hoàng Đạo. Ban tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc tha thiết kiên trì của các thiện hữu trong rừng để duy trì lớp học. Cầu cho phước trí thanh tịnh thì việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vượt thoát phiền não, không bị lọt vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày chủ nhật, là tiết thứ 114, là ngày vào ngày 4 tháng 4 học thứ 114 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã làm xong, kính xin thầy lên quan hỷ lên lớp, xin chúc cho tất cả các lớp học cho lớp học có một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đây, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta là tới ngày 114, lần thứ 114 nè. Nào quá ha. Đây, hôm nay lớp học là buổi đặc biệt ha. Hôm nay là thi đọc đoạn Pali. Tiểu nhớ boss cái bài đoạn là trước cho người ta coi sơ lại. Mà thi này mà không thuộc thì khó, phải thuộc lòng rồi luyện cố gắng nha. Các ai dịch kia rồi bên rung kia có người dịch quán quân rồi đó, bên rung này mới ai quán quân đây. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tam tắc. Arahang sama sambutho bhagava buddhang bhagavantang atiwademi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamma Tulang Sacattam Akanuttamang Apivariyapasisang Apithammattasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Mô Phật Tăng Giác, Mô Tam Bảo Nhãn, Mô Sanh Khai. Rồi chuẩn bị tụng kinh thần nha, chuẩn bị. Rồi buổi thi chúng ta bắt đầu. Ai tình nguyện từ từ xung phong lên nha. Rồi xin mời. Em ru trần ta bây giờ để đích danh điểm điểm từng người nha, điểm danh từng người lên nha. Giờ người đầu tiên ha, mời cô Kim Dung, Kim Dung là đầu tiên, mời cô Kim Dung lên.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thể Kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Mano đoà rề ba na ya đi huy phù tam mà làm ba nàng à bà thảm à gách cha ti tát tổ ba rằng phá hoàng cha la na ma nô đoà rà quách cha na cha quan nà quá xà nề ta đà rằm ma na bà cà ni ba ti ta tổ ba rằng phá hoàng gá bà tổ a huy phù tề ba nà làm ba nề cha quan nà quá xà nề phá hoàng gá bà tổ quá hồ ti na ti ta đà làm ba nốt bà đồ ti. Dạ, con đã đọc xong đúng một hơi thưa thầy. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính tri ân thầy, kính cảm ơn cả lớp đã lắng nghe. Ê, xa thứ con dùng phát xạ là đậu mà đọt giải nữa không rồi giờ tới mời anh Bá Phúc tại vì anh Bá Phúc đâu mời anh Bá Phúc lên. Chào thầy, xin chào cả lớp. Ba phút xin bắt đầu. Manodore re pa ra đi phụ ta mà là bà thả cái cái tí ta tổ bắt đầu phát bệnh các cái nó mới đò ra quá cái nó cháu nó quá xa này ta đã làm nó bà cả nghĩ má quá thành cái tổ bắt đầu phát bệnh quá bà tổ áo mới vụ để bắt đầu làm bệnh này chứ quá nào quá xa này phát bệnh bà hồ tí nó tí ta đã làm bá nước bà đồ tí. Xa thứ rớt rồi bị hụt hơi một cái rồi rớt rồi rồi bây giờ tới Vinh Bá Đạt đâu Vinh Bá Đạt đâu mời Vinh Bá Đạt lên. Xin chào thầy, xin chào cả lớp, bác thầy xin đọc bài. Mãn hồ đò rề bá ná gia đi quy phù ta mà làm bá năng á bà thằng a gắt chá tí ta tô bá năng phá hoàng giá chá lá ná quá nồ đò ra quá chá nát quá chá nà quá xà nề ta đà rằm má ná bà cà ní bá quá tàn tí ta tô bá năng phá hoàng giá bà tô á quá nà làm bá nề chá quá ná cái quá nà quá xà nề phá hoàng giá bà tắt tô quá hồ tí nát thấy cá đà làm bá núp bà đồ tí nát. Rồi sao thua luôn rồi bỏ là bị fail luôn rồi fail luôn rồi rồi giờ tới Tuấn Tuấn Bến Tre gặp phê thiện Bến Tre đâu lên coi. Kính chào thầy Kinh, kính chào cả lớp, xin đọc bài. Mới ăn ngò quá, lấy hơi đọc ăn đứt. Mano đò rề bà ná gia tí quý phu tâm xin lỗi để xin lỗi cả lớp căng thẳng quá để xin lấy hơi đọc lại. Mano đò rề bà ná giá đi phù tà ma mà làm ba nàng áp à bà thằng a gáp chát tí tà hồ ba rằng phá hoàng gá chá la na ma nồ đò ra quá chá na chá quá nà quá quá xà nề ta đà rằm ma na bà cà ni bà hòa thằng tí ta tổ ba rằng phá hoàng gá ba tổ á quý phù tà bà nà làm ba nà quá nề phá hoàng gá bà tô quá hồ đà ra nấp bà đồ tí
Kính cảm ơn thầy, kính cảm ơn cả lớp. Sao thứ fail luôn rồi, rớt luôn rồi. Mới thuộc bài, mới thuộc mới vô C được chứ. Không thuộc khó vô lắm. Rồi giờ tới rồi, cô Hồng Mai ra nha. Thầy ơi không có hơi thầy ơi. Dạ con kính chào thầy Kiên, kính chào toàn thể cả lớp. Dạ hụt hơi con không có hơi nhưng chắc con fail quá. Cho con lấy hơi một chút nha thầy. Nô đoà rì bà nà gà đi quý phụ tà mà làm bà nàng à bà thằng á kích tốt tí tà tổ bà rằng phá hoàng gà chá lá nà nà nô đoà rà quá chá nà chá quá nà quá xà nè tà đà làm má nà bà kà ní bà quá tầm tí tà tổ bà rằng phá hoàng gà bà tổ á quý phụ tệ bà nà làm bà nè chá quá nà quá xà nè phá hoàng gà bà tổ quá hồ tí nà tí tà đà làm bà nấp bà đồ tí. Học thôi luôn hả thầy? À thú xa thú rồi đậu rồi pass rồi đó. Là một hơi là pass rồi đó, rồi xa thú tấn gì hết rồi. Rồi bây giờ tới đông triều, đông triều đâu rồi, đông triều lên nha, ráng lên nha, đông triều ráng giành giành giải vô là hạng nhất luôn rồi. Dạ con hân năm triệu, kính chào thầy Kim và kính chào cả lớp con. Xin đọc bài. Mà nào đó người ta nói đi phụ tham và làm văn đằng à và thằng ở các chân tiết ta tổ có đằng phồn các chân ta nắm nào đó là có chân nó chắc con ngạo sờ nề ta đà làm mắt nó cạc cái nếu có thằng tiết ta tổ có đằng phồn các ta tổ ở vị phụ thấy văn đằng văn này chắc con ngạo sờ nề phụ văn văn tổ quá hồ tiết nó tiết ta đà văn được bà đồ tí. Dạ con. Dạ thú, dạ thú rồi đậu rồi đó. Pass rồi, dạ thú ngon lành, ngon lành. Rồi giờ tới còn ngày này, ai đây qua này, ai đây, Tô Thị Phúng, Tô Thị Phúng, Tô Thị Phúng đang rồi, mời Tô Thị Phúng lên coi. Dạ thưa thầy, con xin thua ngay từ đầu ạ. Con không đọc được, con ít nhất cũng phải hai hơi. Dạ con xin xuống mic. Rồi, xa thứ, xa thứ. Chân thật là phát cao thượng nha, xa thứ. Rồi mời cô, mời gì đây? An Nhiên 1282, An Nhiên 1282 lên. Dạ con kính lễ đạo tràng. Dạ con đọc bài hả thầy, con chưa hiểu. Dạ con xin đọc bài. Mano đồ rê bá ná giá đi vi bù ta mà lăng bá nặng a bà thần a gác chả tí ta tổ bá răng bá hoành gá Chalana Mano Dora Vachana Vase Tada Ramana Pakani Bawat Tanti Tato Parang Bawan Gabato Avibute Panalam Pane Chawana Vasane Bawan Gabato Vahoti Nati Tada Lam ba nấp ba đồ tí. À, kính lễ con đã, kính thầy con đã đọc xong vậy, kính tri ân thầy ạ. Sa thứ, sa thứ này không phải là đọc bình thường mà đọc một hơi một thôi ha, anh nhiên biết là thi cuộc thi là đọc hơi một
ra phải ở nhà phải luyện dữ lắm mới được, học thuộc lòng rồi mới lên làm được. Rồi bây giờ mời cô Châu Nguyễn, mời Châu Nguyễn lên coi. Rồi Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. À. Dạ con xin kính chào thầy Kinh và dạ, con xin kính chào cả lớp. Dạ thầy ơi, con chưa có con chưa có luyện, con xin sám hối ạ. À. Tại vì bữa giờ con lu bu quá. À, bây giờ con đọc được tới đâu hay tới đó nha thầy. Dạ mời cô Nhung chờ kéo con lên. Dạ con xin phép được cho con đọc nha thầy, con không có dám đăng ký thi thầy ơi. Manu đà rê bà nà yà đi vi phụ ta mà làm bà nặng à bà thần à gác chá tí ta tô bà ràng phá hoành gác chá la nà mà nô đà rà bà nà trá quà nà quà xà nê ta đà ràm bà nà bà kà nê bà quà tàm tí ta tô bà ràng phá hoành gác bà tô quà vi phụ tê bà nà làm bà nê trá quà nà quà xà nê phá hoành gác bà tô quà hồ tí nắp tí ta đà làm bà nấp bà đồ tí. Dạ dạ thưa con đã đọc xong ạ. À. Dạ dạ con xin phép được xuống mic. Dạ con kính cảm ơn thầy và dạ, con kính cảm ơn cả lớp ạ. À. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. À. Ơi xa thú giờ đậu luôn rồi. Đậu ngon lành với giả bộ rồi. Giả bộ mắc cỡ rồi. Làm hơi ngon lành. xa thú giờ còn ai nữa không, còn ai đây không, đây thiếu ai không ta, bên bên nhóm kia trốn hết trơn rồi, nhóm nguyên kỳ viên nghe nó thi trốn hết rồi. Yên lành nè, yên lành chưa nè, yên lành có lên không, có tham dự không, alo yên lành có tham dự không. Thiếu ai không ta? Bên bên Bến Tre còn thiếu ai chưa lên không? Đủ hình như đủ hết rồi phải không? Đủ hả? Rồi vậy là hôm nay là tuyên bố kết quả ha. À, cô Kim Nhung là hạng nhất nè, cô Hồng Mai hạng nhất nè đúng không? À, Đông Triều hạng nhất nè, rồi à, Châu Nguyễn hạng nhất, là bốn người. Hôm nay mình có bốn người đoạt giải, bốn người đoạt giải. Sorry. Bốn người đoạt giải nha, giải nhất rồi ha, xà thủ room này dữ dội ha, room này room bên kia gì đó có người một. con mình nguyên như đoạt giải bao nhiêu rất hết. Hôm nay room này dữ, quá dữ luôn. Rồi xà thủ. Rồi bắt đầu bên kia ta trốn hết rồi ha, bên kia ta trốn hết rồi, không ai dám vô. Rồi mình đoạt giải quán quân rồi. Rồi bây giờ mời ai đó tình nguyện lên đọc cái bài từng rồi ha, bài học từng rồi, trình bày lại cái bài từng rồi, đọc chậm chậm thôi nha, chậm chậm đều post theo lên. Rồi xin mời cô Nhung. Dạ, con xin được đọc bài phiền não, sơ đạo, sơ quả, diệt được, tà kiến, hoài nghi, cùng bốn đường ác đạo. Bậc nhị đạo, nhị quả, giảm nhẹ dục ái và sân. Bậc tam đạo, tam quả, diệt tuyệt dục ái và sân. Bậc tứ đạo, tứ quả, đoạn tuyệt ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Về tâm, bậc sơ đạo, sơ quả, diệt được năm tâm, bốn tâm tham hợp tà và hoài nghi. Bậc nhị đạo, nhị quả, cũng diệt được như trên, nhưng giảm nhẹ dục ái và sân. Bậc tam đạo, tam quả,
diệt thêm hai tâm sân. Như vậy là bảy tâm gồm có bốn tâm tham hợp tà, hoài nghi và hai tâm sân. Bậc tứ đạo tứ quả diệt tuyệt 12 bất tiện, 12 bất thiện. Phần định trí, vị tri quyền. Ananya tanasa mi tin riya là trí sơ đạo đang sát trừ phiền não, chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên, biết cái chưa từng biết. Dĩ tri quyền, anh nhìn riya, trí sát trừ phiền não từ sơ quả đến a la hán đạo, biết cái đã từng biết. Cụ tri quyền, anh nhà tà quyền riya, trí trong a la hán quả, biết hoàn toàn, biết đầy đủ trọn vẹn cảnh niết bàn. Bốn tâm đạo chỉ sanh một lần, một sát na, sanh sau liền kề là hai quả hay ba quả thuộc vô gián duyên. Nếu có sát na chuẩn bị thì hai quả, mà không có sát na chuẩn bị thì ba quả. Tâm đạo sát trừ phiền não, tâm quả hỗ trợ dập phụ cho tất liệt. Sự tương quan giữa các quyền và ba tướng. Về tín quyền mạnh thì quán vô thường tướng đắc sơ đạo gọi là bậc tùy tín hành, từ sơ quả đến a la hán quả gọi là bậc tín giải. Định quyền mạnh quán khổ tướng đắc tứ đạo tứ quả gọi là bậc thân chứng. Bậc tuệ quyền mạnh quán vô ngã tướng đắc sơ đạo gọi là tùy pháp hành, đắc bảy đạo cao tiếp gọi là bậc kiến đắc. Sự trở lại của bậc thánh sơ quả, tuệ quyền mạnh trở lại cõi dục một lần gọi là nhất sanh dự lưu. Tuệ và định ngang nhau, trở lại cõi dục 2 đến 6 lần gọi là lục sanh dự lưu. Tuệ quyền yếu, trở lại cõi dục 7 lần gọi là thất sanh dự lưu, tùy theo mức độ tuệ. Lộ phản kháng đạo, tiếp theo tâm lộ đắc đạo là hộ kiếp sanh khởi, rồi một lộ ý môn khởi lên có phận sự xem xét phản kháng lại. Lộ đắc đạo gọi là tâm lộ phản kháng đạo. Bách cha quách khanamak gachit ta quỳ thi. Bốn tâm thiện dục giới hợp trí làm phận sự động lực phản kháng trong ba lộ sơ nhị tam đạo và quả. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí làm phận sự phản kháng cho tứ đạo và tứ quả. Có sách cho rằng đồng tốc ly trí cũng có thể làm phận sự này nếu có sự tu tiến thuần thục. Lộ tâm phản kháng, hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy trá quá ná và hộ kiếp trở lại. Bảy là tâm hoặc là tâm tốc. Phản kháng lộ đạo có 5 cách. Một, phản kháng đạo vừa chứng đắc. Hai, phản kháng quả vừa đạt thành. Ba, phản kháng niết bàn được chứng ngộ. Bốn, phản kháng phiền não đã sát trừ. Năm, phản kháng phiền não còn dư sót. Tâm đảm nhận trong 5 cách phản kháng. Ba cách đầu do tâm động lực có trí đảm nhận là tâm thiện hoặc tâm duy tác. Cách thứ tư do bậc tứ đạo quả đảm nhận ba đạo quả trước. Cách thứ năm chỉ có ba đạo quả trừ tứ đạo tứ quả, do đó là phiền não còn dư sót. Bậc tứ đạo tứ quả không còn phiền ở cách thứ năm, chỉ có 4 cách phản kháng. Tuệ phản kháng có 19 thứ,
ba lộ đạo quả của vị thánh hữu học nhân với năm phiền não bằng 15 tuệ phản kháng. Riêng lộ tứ đạo tứ quả có 4 lộ phản kháng, không có phiền phản kháng phiền não còn dư sót. Như vậy tổng cộng 15 cộng 4 là 19 lộ phản kháng. Dạ, đó là nội dung bài học ngày bữa trước ạ. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic. Dạ, con kính tri ân thầy, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Đây, sao thức. Rồi, cảm ơn cô Dung. Rồi, hôm nay mình đi qua một bài mới ha. Bài lộ thiền cơ và lộ hiển thông. Lộ thiền cơ và lộ hiển thông. Lộ thiền cơ và lộ hiển thông. Bà Đắc Cá Trà nó quỳ thí chá. A Phình Nhà quỳ thí chá. Lộ thiền cơ và lộ hiển thông. Được chưa? Kẹp cái chữ Bali vô ha. Rồi bây giờ bắt cái chữ bà đá xuống, bắt cái chữ bà đá xuống, bà đá hai chấm là nền tảng, phải cơ bản, nền tảng cơ bản. Rồi giờ nguyên một chữ đó là bà đá cá trà nó quỳ thí, nguyên cái chữ đó ha. Bà đã cái trà nó quy thí là lộ tâm thiền cơ, nó cơ bản đó, thiền cơ nó là thiền cơ bản đó, chứ không có gì khác đó. Lộ tâm thiền cơ, đây là lộ tâm thiền cơ bản, chuẩn bị cho lộ tâm thông. Lộ tâm thiền cơ bản, chuẩn bị cho lộ tâm thông. Lộ tâm thiền cơ bản, chuẩn bị cho lộ tâm thông. À, đó là ý nghĩa của chữ bát cá trà nó quỳ thí. Rồi xuống dòng mình đánh cái bông đầu dòng nghe không? Lộ thiền cơ là lộ ngũ thiền sắc giới. Lộ thiền cơ là lộ ngũ thiền sắc giới. Rồi, đã ghi cho nó vô luôn ha. Bành cho mắt trà nát, lộ thiền cơ, lộ ngũ thiền sắc giới. Tức là nhập vô lộ thiền cơ, tức là nhập vô lộ ngũ thiền sắc giới đó nha. Chứ không có gì khác ha. Rồi. Ngũ thiền sắc giới. Rồi xuống dòng bắt cái chữ Á Phình Nhà Quỳ Thí xuống. Á Phình Nhà Quỳ Thí. Vậy chữ đó, Á Phình Nhà Quỳ Thí là hiện thông, lộ hiện thông. Lộ hiện thông. Lộ hiện thông. Rồi từ chữ á phí. Á phí cộng với căn nha. Á phí. Rồi có bị này lên cho lẹ này ha. À, từ chữ á phí cộng căn nha. Tức là bằng lá phin nha. Tức là thắng trí hay là thông. Thắng trí, thông. Thắng trí hay thông. À, tức là à, cái lộ thứ gì này là tức là lộ hiện thần thông. À, tức là do từ cái chữ Afinya quy thí, tức là lộ tâm hiện thông. Afinya là thần thông thắng trí.
Rồi, ghi kẹt chưa quý vị ơi? Alo. Rồi, số 2 chấm. Trước tiên 2 chấm. Dòng là dòng nhập thiền cơ chuẩn bị cho lộ hiện thông, nhập thiền cơ chuẩn bị cho lộ hiện thông. À, tức là nhập vô thiền cơ, thiền cơ bản á, à, tức là lộ thiền ngũ sắc giới, là ngũ thiền sắc giới ha. Tức là nhập thiền cơ chuẩn bị cho cái lộ hiện thông xuất hiện ha. Rồi tiếp đến xuống dòng là dòng tiếp đến nhập lộ thông, tiếp đến nhập lộ thông. Rồi đó là có hai cách vậy ha. Rồi xuống dòng lộ tâm, lộ tâm thiền cơ hai chấm, lộ tâm thiền cơ. Hậu kiếp rung động dứt dòng kháng ý môn, vì tiếp có hậu kiếp rung động dứt dòng kháng ý môn, chuẩn bị cận hành thượng thứ, à, chuyển tánh thiền hậu kiếp. À, ghi lại ha, hậu kiếp rung động dứt dòng kháng ý môn, chuẩn bị cận hành thượng thứ, chuyển tánh thiền bất định số, thiền bất định số, thiền chấm 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 chấm, hậu kiếp trở lại. Rồi đó là nhập vô lộ thiền cơ ha, tức là nhập vô cái thiền ngũ thiền sắc giới đó. Thì giờ mình ghi lại lợi căn thì bỏ cái chuẩn bị ha, xuống dòng ghi lợi căn bỏ chuẩn bị. Rồi đúng rồi ha. Rồi xuống dòng lộ tâm hiện thông hai chấm, lộ tâm hiện thông hai chấm. Cũng giống vậy ha, hậu kiếp rung động dứt dòng kháng ý môn, chuẩn bị cận hành thượng thứ, chuyển tánh thông một sắc na một ha, thông hậu kiếp lại liền một thông hậu kiếp. Hậu kiếp rung động dứt dòng kháng ý môn, chuẩn bị cận hành phần thứ, chuyển tánh thông hậu kiếp. Rồi đó là hai cái lộ tâm được thể hiện ha, là nhập thiền cơ trước xong ra nhập vô lộ hiện thông, nó sẽ diễn biến như vậy. Thì kịp chưa? Alo. Rồi ha, kia kia ha. Rồi xuống dòng sắc na hai chấm, có bao nhiêu sắc na đây? Alo, có bao nhiêu sắc na? Sắc na. Cái nghi môn là một ha, chuẩn bị là hai ha. Cận hành là ba, cận thứ là bốn, chuyển tánh là năm. Thiền là... À, thì mình tính thì thôi, thiền là 6, lấy một sắc na thiền thì tính, hoặc là thông là 6. À, lấy thông thì tính dễ tính hơn, rồi cái thiền kia là bất định số không tính ha.
Rồi giờ mình lấy cái thông đây là sáu, thì sát na mình có là kháng y môn, chuẩn bị, cận hành, những thứ, chữ tánh là thông và sáu sát na. Đi ra luôn rõ luôn Triệu ơi. Không, sáu sát na. Rồi ok ha. Rồi thứ tâm, bắt đầu lấy lộ hiện thông là thứ tâm có bao nhiêu đây? Thứ tâm có bao nhiêu? Đón rồi. Kháng y môn có không? Kháng y môn có không? Kháng y môn có, phải không? Kháng y môn có là một, đúng không? Rồi chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh là những loại tâm gì đây? Bắt bốn cái đó ra nước. Loại tâm gì? Trật rồi, thiện hữu trật rồi. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh tới đó thôi, trả lời đây, bốn cái đó là loại tâm nào làm việc đó? Còn nhung trật luôn rồi. Rồi hai câu hàng bây giờ trốn trốn thi mình giống kỳ viên trốn thi hết trơn, trốn hết trơn còn ai. Rồi bốn đại thiện và bốn đại tổ hợp trí, bốn đại thiện gì ta? Trật rồi, cô dung trật luôn rồi, thiện hữu cũng trật luôn rồi. Bên giống giống Bến Tre sao rồi? Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập là nội tâm gì? Dục giới hợp trí, thì với hợp trí có cả đống dục giới hợp trí. Đó, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh bốn cái đó, suy nghĩ kỹ đi. Giờ nhắc nhắc luôn á, nãy nói là nhà muốn nhập vô thông thì phải nhập vô cái gì, muốn nhập vô thông thì phải thuộc về thọ gì, thọ xả, thì thọ xả ở đây làm sao tới bốn hợp trí là giữ cái trời. Rồi, hai thôi ha. Vậy là có hai thôi, hai tâm thiện dục giới. Hai tâm thiện gì đâu quên rồi. Hai tâm thọ xả, dục giới hợp trí thọ xả. Và hai di tác dục giới hợp trí thọ xả. Được chưa? Tức là có bốn thôi, tức là hai là bốn, hai thiện hợp trí, hai di tác hợp trí thọ xả. Vậy là mình có bốn, tức là kháng y môn là một nè, hai thiện dục giới hợp trí thọ xả là ba nè, cộng hai di tác dục giới hợp trí thọ xả là năm. Rồi cái gì nữa? Rồi gì nữa? Tới cái gì nữa? Cuối cùng là cái gì đây? Cuối cùng là thông, sắc na thông, là bao nhiêu tâm sử dụng được sắc na thông đây?
phải. Thông có hai thông, đúng rồi. Một cái là thiện, ngũ thiền sắc giới, thiện và di tác sắc giới. À, ngũ thiền di tác ngũ thiền sắc giới là hai, là dùng hai đó xong mới hiện thông. À, thì như vậy có được hai cái đó, hai thông, được chưa? Rồi ghi lại đi, rồi triều ghi lại đó ra nha. Có bảy thứ tâm, có bảy căn ký môn, hai thiện dục giới hợp trí thọ xả, cộng hai di tác dục giới hợp trí thọ xả, cộng hai tâm thông, có bảy. Cộng đừng ghi ngũ thiền sắc giới, mà ghi hai thông cho nó chính xác hơn ha. Hai thông. Rồi, cộng hai thông, đúng không? Hiểu không quý vị? Alo, nắm được không? Ok ha. Rồi, Tuấn rồi, Tuấn có hiểu không? Tuấn mới che nó tiêu rồi. Tiêu ru rồi rồi. Hiểu không? Đưa xe lên xe đồng hồ chứ. Không xong, các bạn không xong. Rồi, ok rồi, chặn cái máy chặn. Alo. Chặn cái máy chặn. Hai chặng là chặng gì đây? Kháng nghi môn động lực, chính xác. Kháng nghi môn động lực, chính xác. Hai chặng rồi ha, xong ha. Rồi tới người, người có mấy đây? Người có mấy đây? Người có mấy đây? Người lạc vô nhân có không? Người lạc vô nhân có không? Không, xa lắm, xa lắm. Người nhị nhân có không? Người phàm nhị nhân có không? Không luôn, xa lắm, xa lắm. Rồi thì vậy là phàm tam nhân ha, một phàm tam nhân là có ha, một phàm tam nhân ra là một rồi. Bậc thánh sao đây, bậc thánh sao đây? Bốn thánh quả luôn, xa hữu luôn, bốn thánh quả, đúng rồi, bốn thánh quả, bốn thánh quả lấy luôn hết luôn ha. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đều có thể làm được hết, nếu mà có thiện thần thông ha, thì làm được hết, nhập vô ngũ thiền cho cái thần thông ha. Thì mọi người mình có năm là một phàm tam nhân cộng bốn thánh quả, rồi đúng rồi, xa hữu. Đúng thành quả rồi ha, tức là phàm tam nhân thì tu đắc sơ nhị tam tứ ngũ thiền xong người ta mới luyện qua thông ha, nhập qua thông ha, bậc thánh quả cũng vậy thôi. Nhưng mà thánh đạo được cái gì? Bốn thánh đạo được không? Bốn thánh đạo được không? Alo. Vì sao, vì sao không nào?
tạo qua liền quả xa thú trả lời chính xác á. Có một sát na thì cũng chưa hay lắm, mà đạo qua liền quả hay, tạo quả liền đâu có liền thông nữa. Đắc đạo đối tượng là tiếp bàn, không có liền thông nữa. Rồi xa thú, rồi giờ cõi nè, giờ tôi cõi bốn cõi khổ có không, bốn cõi khổ có liền thông được không? Không, trừ bốn cõi khổ rồi ha. No, không. Rồi cõi vô tưởng có không? Cõi vô tưởng có không? Không luôn, xa thử ha. Rồi cõi mà đại phạm thiên sắc giới, bốn cõi đại phạm thiên vô sắc giới, bốn cõi đại phạm thiên vô sắc giới có không? Bốn cõi đại phạm thiên vô sắc giới có không? Không có vô sắc giới. Tại sao? Lý do tại sao? Do không có sắc thân, chính xác câu Hà, chính xác ha. Không có sắc thân quẩn, không lượng thần thân lượng xả thú. Vậy thì là mình thấy tu thiền đã đạt tới cõi đại phạm thiên của vô sắc cao nhất trong 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 loại thiền ha. Mà bị thiệt thòi không vậy ha, không lượng không thần thông được ha. Không thấy, không nghe, không ngửi, không thấy mà xuống chào bị mất nhiều thứ ha. Lên cõi đó thất bại thất bại vô cùng. Chưa ghi kiểm hết chưa? Hello. Đều ghi là hết, gom là hết, gọn gàng được. Rồi vậy cõi là mình có lực 22 đúng không, 22 à, nhưng mà qua cái này thì mình có được là chặn sát na thì mình có 6, tứ tâm mình có 7, chặn có 2, người có 5, cõi có 22, hoàn toàn được trình bày cách rõ ràng không. Rồi bây giờ nắm hết rồi, hiểu hết cái này phải không, hiểu hết cho biết cái bông này. Rồi xa thủ, xa thủ à, lớp này trí tuệ ha, trí tuệ là người tam nhân không ha. Nay là tam nhân hết á, hy vọng là ai cũng là tam nhân. Rồi xuống dòng ghi chú, ghi chú. Ghi chú là nhập ngũ thiền sắc giới với án xứ, chỉ không thể là án xứ khác. Nhập ngũ thiền sắc giới asina phải không thể là án xứ khác.
đó không, những cái casino là thì trong 10 casino đó, một trong 10 cái đó thì có thể làm được và không, còn nếu mà ngoài cái đó ra là những cái thiền khác thì không được ha. 40 thiền chỉ luôn mà là chỉ có lấy được casino thôi và mới nhập vô đó là mới luyện không được. Rồi xuống dòng đánh cái bàn gạch đầu dòng nữa, xuất ngũ thiền sắc giới, chú nguyện thông theo ý muốn. Xuất ngũ rồi, tức là khi mà nhập ngũ thiền xong rồi mà xuất thiền ra xong rồi chú nguyện, ví dụ là muốn một thân biến thành trăm ngàn thân, hay là một thân thân này biến thành thân khác ha, hoặc là thần thông bay mất tiêu hay gì đó ha, thì đó thì ăn thua cái chú nguyện của mỗi người ha, thì nó xuất ngũ thiền xong cái chú nguyện. Rồi xuống dòng chú nguyện hai chấm, với lộ ý môn thông thường, với lộ ý môn thông thường phải gọi tên là lộ chuẩn bị, gọi tên là lộ chuẩn bị, lộ chuẩn bị là Parikrama Quy Thí, Parikrama Quy Thí. Thì người mà chú nguyện, khi mình chú nguyện, khi mình xả ngũ thiền ra mình chú nguyện thì cái đó, lúc đó cái tâm mình ở trạng thái là thông thường thôi, cái lỗi môn giống như mình nguyện vậy đó, thì lỗi môn thông thường thôi, thì lúc đó thì gọi là cái lộ đó là lộ chuẩn bị để bắt đầu xuất thông đó. Lộ chuẩn bị thì xuống dòng lộ tâm hai chấm, rung động dứt dòng các nghi môn, bảy động lực dục giới hợp trí, rung động dứt dòng kháng môn, bảy động lực dục giới hợp trí, hậu kiếp. Rung động dứt dòng kháng môn, bảy động lực dục giới hợp trí, hậu kiếp lại, mở ngoặc lặp đi lặp lại nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi, tức là khi mà chú nguyện thì cái lộ tâm nó diễn tiến là bằng bảy cái động lực dục giới hợp trí, rồi nguyện nguyện xong cái lặp đi lại cái dòng công thức đó, cái lặp đi lại nhiều lần như vậy cho nó đủ sức mạnh ha, nó thành tựu được chú nguyện. Rồi xuống dòng nhập lại thiền cơ, nhập lại thiền cơ khi tâm lộ chuẩn bị diệt, khi tâm lộ chuẩn bị diệt. Nhập lại thiền cơ khi tâm lộ chuẩn bị diệt, gọi là lộ thuận thứ, gọi là lộ thuận thứ. À, nguyên câu ráp nguyên câu là nhập lại thiền cơ khi tâm lộ chuẩn bị diệt, gọi là lộ thuận thứ. À, tức là khi mà chú nguyện là lộ chuẩn bị, khi mà lộ chuẩn bị diệt nhập lại thiền cơ, thì nhập lại thiền cơ gọi là lộ thuận thứ, thuận theo cái chiều hướng đi thông ha, gọi là lộ thuận thứ. Dòng khi vừa xuất khỏi lộ thiền cơ này phải, khi vừa xuất khỏi lộ thiền cơ này lộ hiện thông khởi lên, và những gì vị thiền giả ước nguyện sẽ thành tựu. Lộ hiện thông khởi lên, và những gì vị thiền giả ước nguyện sẽ thành tựu.
Rồi, đó là khi một vị mình đang nhập vô lại thiền cơ xong mình xuất khỏi lộ thiền này, lộ thông khởi lên liền và thành tựu những cái gì mà người đó đã có chú nguyện trước ha, từ cái lộ chuẩn bị ha. Thì ví dụ như mình nguyện cái thằng loại thần thông này như mà bay bay lên cõi trời, cung trời đã lại ngò tay giữ tay cái lên đó liền ha. Tích tắc là nó xuất hiện lộ thông là bay biến mất liền ha. Đã không? Như triều co tay giữ tay cái là bay qua tới Mỹ ra. Nhẹ nhàng dễ dàng ha, tích tắc liền là vượt vượt bước nữa luôn, xuyên không gian luôn, đi vèo cái tới liền. Covid nhiễm thôi nữa, thần thông thì Covid là chuyện nhỏ rồi. Qua đây hết rồi. Khỏi tốn tiền vé máy bay vậy đó. Qua tới đây xong rồi bị đứt thần thông hết về luôn. Rồi đứt thần thông hết về, bên đây không có bán vé cho về luôn rồi, hết xong luôn. Qua đây thần thông xong cái bên Mỹ này tôi đang cấm, nó cấm cho về không có bán vé gì trên sao rồi sao à, lại chung với dịch luôn. Được chưa, ghi xong hết chưa? Đây là chung với dịch còn đỡ, mà bị mấy bị trắng nó quýnh thấy bà luôn. Thấy mặt cá đông nó quýnh quýnh chả kịp. Mày bị trắng dữ ghê lắm, dữ lắm. Đúng chuyện mới thấy cái bắt đầu tụi nó xuất hiện, nó lộ cái tâm nó kêu là discrimination, tâm phân biệt chủng tộc, rồi xuất hiện ra, hiện lộ ra luôn. Mày tấn công người Á Đông Việt Nam, ông già cũng tội, bên San Francisco ông già cũng tám mấy rồi là nó đục con gái ông phù mặt cũng hết trơn. Mấy đó hết nói nổi, coi như là mình không tưởng tượng được người da trắng mà nó có làm được vậy. Người da trắng mà nó lại mà còn trẻ mà nó đi đánh được người già là cũng hay rồi. Cái tâm người ta, cái tâm chúng sanh thật ghê, ngon đánh mấy trẻ kìa, ngon ra kiếm mấy tàu trẻ trẻ quýnh đó. Quýnh nó đục cho phù ngõ. Mấy thằng trẻ nó giỏ rồi nó quýnh chết luôn. Này lựa toàn ông bà già mà, ông già bà già quýnh không. Nó xô ông già cái tội lắm, quay cái video cái clip tôi quay được. Xô ông già chú nhủi đập đầu đất luôn. Ác thì thôi. Rồi giờ mình mới thấy là cái tâm chúng sanh mình tưởng nó trắng nó tốt đẹp gì vậy, nó cũng trong trong tâm nó cũng ghê gớm lắm. Phản xác dữ lắm. Bây giờ tình hình này giờ mấy người lớn tuổi không dám ra đường. Ừ. Đúng rồi, mà phu thì mà đụng tới quyền lợi cá nhân đó là nó làm hết đó. Đó người ta hay thần tượng tụi Mỹ trắng và dân da trắng học giỏi cao văn hóa có trí thức tụi kia à, về phàm phu vẫn là phàm phu thôi, tụng chuyện làm nhiều cái sợ luôn. Có cái clip chắc cô Hà biết, thằng Mỹ trắng nó quýnh cái bà già tàu 75 tuổi đó. Nó quýnh bà mà xui gặp bà này như có vỏ, bà chụp cái cây bà đập con té xỉu luôn, đập bể đầu luôn. Bà nó cũng hay, bảy mấy tuổi cũng dữ dằn. Đó mà chuyện xứ Mỹ giờ ngày nay đó. Quá đã đi. Quýnh cho bể đầu luôn thì đó ngon, thì kiếm mấy người già trẻ trẻ quýnh, kiếm mấy người già quýnh không ác thôi. Thì tội thì coi, mình coi là mình thấy thấy tội mấy người lắm, thấy thương lắm. Lớn tụi mình lại tống trong phát một sức mạnh của tuổi trẻ mà nó quýnh người lớn sao chịu nổi. À, giờ nó xảy ra hàng rầm hàng ngày nó ghê quá, giờ bên Mỹ này giờ ghê quá. Chơi đi hết rồi phải không? Rồi xuống dòng các loại thần thông hai chấm.
các loại thần thông. Ittivitha là thần thông, Ittivitha là thần thông đó. Là sự thành tựu những năng lực đặc biệt, là sự thành tựu những năng lực đặc biệt. À, tức là thần thông có nghĩa là thành tựu những cái khả năng đặc biệt người thường không làm được, là siêu nhân, phải nói là siêu nhân. À, rồi sư học có 10 loại thần thông, có 10 loại thần thông, hai chấm. Có 10 loại thần thông. Một, thành tựu thần thông do quyết định. Thành tựu thần thông do quyết định. Hai chấm ha. Với một thân, vị ấy muốn hóa thành trăm, thành ngàn thân. Chấm chấm chấm. Vị ấy quyết định. Hai chấm. Vị ấy quyết định. Hai chấm. Ta hãy hóa thành nhiều thân. À, quyết định ta hãy hóa thành nhiều thân. Trong ngoặc kép đi ha. Ta hãy hóa thành nhiều thân. Phải. Trí lực này nương vào tư tâm sở. Trí lực này nương vào tư tâm sở. Là tư là tâm sở tư á. Sự cố làm, quyết làm, quyết được. Tâm sở định. Như trường hợp ngày vô lá banh thách cá đó, cũng quá thành hàng trăm hàng ngàn người đứng vòng 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 vòng. Đó là cách thành tựu thần thông do quyết định. Do sự quyết định. Số 2, thành tựu thần thông do biến hóa. Thành tựu thần thông do biến hóa. Thành tựu thần thông do biến hóa. Từ bỏ thân bình thường để hóa thành một thân khác. Do năng lực định. Từ bỏ bình thường để hóa thành một thân khác. Do năng lực định. À, tức là từ bỏ cái thân này để biến thành một cái thân khác. À, giống như đề bạc ma, như vậy nhớ đề bạc ma, đề bạc đắp tá. Hóa thân, bỏ cái thân đó, hóa thành cái thanh niên trẻ đẹp trai hấp dẫn, ông mê hoặc thái tử A Xà Thế, ông biến thành người khác, hô biến luôn đó, vậy là thành tựu thần thông biến hóa. Rồi số 3, thành tựu thần thông do trí đạo A La Hán. Bà. Như mọi phiền não được xác tuyệt trong tâm tứ đạo. Như mọi phiền não được xác tuyệt trong tâm tứ đạo. Vậy đây là thành tựu của trí đạo A-la-hán.
như mọi phiền não được xét tuyệt trong tâm tứ đạo, đây là thành tựu của tỷ đạo a la hán. Đó, ý là người ta nói cho mình biết là người mà sắp đắc được tứ đạo, sắp mà đắc được a la hán đó, không thể nào mà chết được, là thần thông do tâm tứ đạo sắp sanh lên là người đó không thể chết được. Như ngày là Bát Cú Lá đó bị cá nó nuốt, rồi không có cá nuốt đó. Còn ngày Sanh Ký Trá là bị thiêu, bị thiêu nhưng mà không chết, khi còn trong thai bạo người mẹ đó, tức là ngày khi còn trong thai bạo người mẹ bị thiêu chết, nhưng mà ổng không chết. Còn cái đạo quả cuối cùng ổng sắp sanh lên, tức là cái trí mà đắc a la hán đạo sắp sanh đó, thì không có gì mà có thể làm chết được người đó hết. Đây là đặc biệt là người cuối cùng mà sắp thành a la hán thì không có một cái gì mà có thể hại được đó, thì được gọi là thần thông cho trí đạo a la hán. Là đặc biệt vậy, cho nên người đó thì dù có cái gì trời sập thì nó cũng không làm chết được người đó, tại nó sắp đã đắc a la hán rồi thì không có một cái gì cũng được cái thân người đó. Cho nên đó là thần thông của bậc sắp có trí đạo a la hán, sắp đắc a la hán. Đó là cái thần thông thứ ba. Do mình biết là cái ý nghĩa là cái phiền não sắp được diệt trừ trong tâm một tứ đạo, cái tứ đạo này nó trở thành một cái năng lực là bất khả tư nghị luôn ha, không ai có thể đụng vô được ha. Đó là thành tựu thần thông do trí đạo a la hán. Rồi xuống dòng số 4, thành tựu thần thông do ý. Thành tựu thần thông do ý. Hai chấm. Tạo ra từ thân vị ấy một thân sắc khác. Tạo ra một thân vị ấy một thân sắc khác y như vậy do ý sanh. Giống như mình nghe cái câu chuyện mà Đức Phật đang thuyết pháp trên cung trời Đà Lợi, thuyết về ở phía thâm đó. Tại cái đó ngài mới trở xuống cõi người đi đi bác ở Bắc Cu Lô Châu đó. Thì lúc đó một thân ở trên cung Đà Lợi và một thân ở dưới đi đi bác, là hai thân. Thì như vậy là nó thành tựu rồi ý, tức là ý sanh biến thành một, tạo ra thêm một thân xác khác y như vậy luôn. Đây là những cái trường hợp mà phải nói là không thể tưởng tượng được ha, tức là ngoài sức tưởng tượng của phàm phu mình. Và bây giờ coi ba phim về diễn tưởng như này kia đó thì không hẳn thua vậy đó. Thân xác luôn chứ, thân xác khác luôn, có cái thân khác luôn, thân sắc cũng được, thân sắc chứ, sắc là xác. Từ thân về một thân sắc khác, thân sắc hay hơn gì xác. Cái là giống như giờ cô Dung biến thành một thân khác, một thân Việt Nam và một thân bên Mỹ đó, hai thân. Một thân Việt Nam đang đi cà phê nhịp nhịp ha, thân bên Mỹ, thân bên Mỹ đang trốn. Đó là hai thân. Được chưa, nắm được chưa? Rồi, số 5, thành tựu thần thông do định tướng. Thành tựu thần thông do định tướng. Thành tựu thần thông do định tướng. Như trường hợp ngài Sariputta an trú diệt thọ tưởng định. Như trường hợp ngài Sariputta an trú định diệt thọ tưởng định. Phải.
Như trường hợp ngài Sariputta, Sariputta nhập trong dịp thọ tướng định. Bị dạ xoa nanh đá đánh chùy vào đầu nhưng vẫn vô sự. Bị dạ xoa nanh đá đánh chùy vào đầu nhưng vẫn vô sự. Phải. Đây là trường hợp, đây là sự thành tựu do định tướng đang sanh. Đây là sự thành tựu do định tướng đang sanh. Đó, tức là nó nói là khi mà người đạt tới cái định tướng mạnh nhờ cái định tướng đó, thì giống như ngày Sariputta ngày nhập vô khỏi cái định ngồi thiền nhập đó, thì nhà so bay trời thấy ngồi ngồi thấy cái đầu đọc đọc nó khoái xuống nó quất cho phát, nhưng mà quất thì không sao như gặp mình quất cái cho mình đi luôn, quất cái bể đầu là bảy mảnh luôn. À, hoặc là cái trường hợp nàng quất ta đá rải tâm từ đến nàng Sirima gì đâu nó nhớ, thì khi mà nàng Sirima này tạt cái dầu nóng vô trong nàng quất ta đá đó, nhưng mà nàng vẫn vô sự. À, do nhờ cái định của tâm từ vô sự. Nhiều cái trường hợp đặc biệt lắm mình thấy hy hữu đó, rất là hy hữu đó, cho nên người gọi là thần thông cho định tướng sanh. Rồi số 6, thành tựu thần thông do xả niệm. Thành tựu thần thông do xả niệm. Hành giả không ghê tởm đối với những vật đáng ghê tởm do nhờ xả niệm được vững mạnh. Hành giả không ghê tởm đối với những vật đáng ghê tởm do nhờ xả niệm được vững mạnh. À, tức là trường hợp của nhà Maha Kassapa đó, ngày Ca Diếp hồi xưa mình đọc cái tích thấy là ngày Ca Diếp mà đi bác thì có người dân vật thực cho ngài đó, thì ông đó là con cùi, ông dân ha, ông dân thực ông rớt nó đài ông chọn. À, nhưng mà ngài vẫn dùng cái xả niệm ăn bình thường, không thấy nhòm góm nha. À, ngài vẫn giữ tâm xả niệm là thần thông do xả niệm. Hôm nay chỉ ngày Maha Kassapa làm được nhưng mình thấy ói luôn tay chân rụng rớt không. À, bóc nó bay ra bỏ ra ngoài xong ăn luôn. À, nghe rõ chưa? Alo. À, tức là trường hợp thần thông của do nhờ xả niệm nó làm phát sanh, tức là nhắc lại là do cái trường hợp như ngày mà cái xá bá là rõ ràng nhất ha. Ông cùi ông tới ông dâng một thịt ông để vô bát trong cái tay ông rết ngón rụng ngón rết cả. À, ngài vẫn bình thản, vẫn giữ tâm xả niệm do nhờ cái thần thông xả niệm mạnh, lụm cái tay ra giật ngoài xong rồi ăn hết luôn, mình thấy là chẳng chết luôn. Tâm mình dễ gì làm được cái chuyện này, thần phải mới gọi là thần thông rồi cho nó. Rồi số 7, thành tựu thần thông do quả nghiệp. Thành tựu thần thông do quả nghiệp. Như trường hợp chim bay giữa hư không thoải mái. Như trường hợp chim bay giữa hư không thoải mái. Phải. Hoặc một số loài ngạ quỷ du hành giữa không trung. Hoặc một số loài ngạ quỷ du hành giữa không trung. À, tức là đây là trường hợp mà thành tựu do quả nghiệp, do cái kết quả của nghiệp trong quá khứ,
như sanh làm chim thì nó bay ào 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 mà mình đâu bay được, chim nó bay được, hoặc là cá lặn dưới nước ở dưới sống hoài không ngọt thở, nó có những cái đặc biệt. Hoặc là những loài ngạ quỷ nó bay trên không trung, những loài ngạ quỷ này nó bay du hành trên không trung, mà mấy cái này mình không thể thấy được, nhưng mình thấy được trong chết luôn, thấy được ra nó có thể nổ tim chết, kinh khiếp lắm, những cái loại kinh khiếp. Cũng may là mắt của mình không có đủ lực để mà nhìn thấy những cái sắc pháp đó. Rồi, đó là thành tựu thần thông vô quả nghiệp. Số 8, thành tựu thần thông do phước. Thành tựu thần thông do phước. Như vua chuyển luân du hành khắp bốn châu cùng với bốn binh chủng. Như vua chuyển luân du hành khắp bốn châu cùng với bốn binh chủng. Hồi xưa có ông vua chuyển luân Pháp Vương, ông vua đó ông đi du hành, ông muốn đi du hành khắp bốn châu, ông kéo bầy đàn binh chủng ông theo. Ông đi khắp nơi, bay khắp nơi. Như là thần thông do phước, ông có phước ông muốn cái là thành tựu cái đó. Rồi, đó là số 8 ha. Rồi số 9, thành tựu thần thông do năng lực chú thuật. Thành tựu thần thông do năng lực chú thuật. Tức là ở đây là do biết là chú thuật có thật đó nha. Thành tựu thần thông do năng lực chú thuật. Như các chú thuật gia phi hành giữa hư không. Như các chú thuật gia phi hành giữa hư không. Tức là mấy người mà luyện về chú thuật á, nhất là bên Tibet ta luyện chú thuật, ta luyện chú á, năng lực chú, xong cái từ đó bay nghỉ bay rồi nó bay. Chú thuật này cũng ghê lắm, chú thuật này hồi xưa chúng tôi có thử một lần cũng ớn lắm. Cái này nó cũng áp phê cũng ghê lắm, không biết họ tìm đâu ra cái phương cách này cũng hay lắm. Thành ra mình nhiều khi có nhiều người ta qua Tibet, ta thấy có nhiều ông sư bay vòng vòng là do nhờ chú thuật, thần thông do chú thuật chứ không phải là do thần thông. Rồi số 10, thành tựu năng lực thần thông do tinh tấn. Do tinh tấn. Như các môn được thiện xảo do tinh cần rèn luyện. Như các môn nghệ thuật được thiện xảo do tinh cần rèn luyện. Tức là đây nói về những cái môn nghệ thuật giống như là chơi nhạc, đàn, hay là hát, hay là vẽ, họa mà đạt tới mức độ mà tinh xảo là do nhờ cái tinh cần, nhờ sự tinh tấn, luyện tập một tinh xảo có đạt tới mức độ gọi là thần thông do tinh tấn. Giống như triều tập đàn mà ráng sao tập cho đến mức độ mà thiện xảo thì lúc đó mình có thần thông đó. Vậy chứ đâu phải dễ, mình thấy vậy khó lắm, đạt với tinh xảo đánh mà ở dưới ta nghe ta rụng rúng đây mình đạt được thần thông rồi đó. Rồi đó là 10 cái thần thông xuống dòng đánh cái hoa thị đầu dòng, cái đánh hoa thị đầu dòng. Thần thông trong tâm lộ. Thần thông trong tâm lộ hiện thông, ám chỉ ba loại thành tựu là
thần trong trong tâm lộ hiện thông ám chỉ ba loại thành tựu là do quyết định. Một, một do quyết định. Hai, do biến hóa. Ba là do ý. Do quyết định, do biến hóa, do ý. Tức là chỉ có ba loại thần thông này là hiển lộ trong cái lộ hiện thông. Chứ còn mấy kia là nó do nghiệp, do này kia nọ thì nó không phải. Thì hiện thần thông trong lộ tâm đó. Thì lúc này là có ba cái này thôi, do quyết định một thân biến ngàn thân vậy ha, hoặc là thân này biến thành thân khác, hoặc là do ý là hai thân giống nhau ha, thì đó là hiện thì cũng là thần thông đó, cũng là thần thông, là một loại thần thông. Thần thông biến hóa đó, thần thông thì trước khi nhập cái bàn ngày dùng thần thông này làm cho lửa bốc đó, ha. Đó cũng là một casino lửa đó. Được chưa? Ghi được chưa? Trong phần tâm lộ hiện thông này, xuống dòng ha, trong phần tâm lộ hiện thông này đề cập đến năm loại thần thông lực thế gian, đề cập đến năm loại thông lực thế gian. Trong phần tâm lộ hiện thông này đề cập đến năm loại thông lực thế gian. Lô cá ít tí quý đá là năm loại thông lực thế gian. Năm loại thông lực thế gian để copy này. Ít tí quý thá là thần thông. Một thân biến nhiều thân hay là làm gì thuộc về thân là thần thông. Đít bát sô tá thiên nhĩ thông, dê tô bá rình nhà ná tha tâm thông, búp bê đi qua xa nút sa tí túc mạng thông, đít bát khú thiên nhãn thông. Tức là có năm là thần thông mà thuộc về thế gian pháp. Còn cái thứ sáu là lậu tận thông thì cái là siêu thế gian, không xếp vô đây được. À, thì trong cái phần học về tâm lộ hiện thông này thì chúng ta sử dụng năm cái này: thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông ha. Còn lậu tận thông thì không có tính vô. Rồi như vậy là hôm nay mình đã học xong phần lộ thiền cơ và lộ nhập lộ thông ha. Hai cái này là xong. Chúng ta còn một phần học một đoạn chót nữa là xong phần lộ trình tâm ha. Tuần sau là học tới lộ nhập định. Lộ nhập định. Rồi, hôm nay là đầy đủ ha, học nắm được hết cách luyện thông ha, về mọi người chuẩn bị xếp bằng xuống ha. Nhập vô ngũ thiền xong cái sau khi biến thông cái bay qua Mỹ chơi. Chơi. Dễ à, nhắm mắt lại liêm diêm ngủ thiền mình đọc cho ngủ thiền nghe lát cái mắt ngủ thiền thiệt. Được quý vị, nhắm mắt liêm diêm cái niệm ngủ thiền cái mắt ngủ thiền. Chắc cô Dung làm được á, cô Dung ngồi nhắm mắt lại liêm diêm ngủ thiền nghe lát ngủ thiệt.
Không luôn, ngủ liền. Mày em sao ngủ tiêu luôn. Ngủ xong rồi mình đi trong mơ ha. Vậy ha, tối nay vậy. Vậy xong cái mình đi trong mơ, bay trong mơ, bay dẻo 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 dẻo. Rồi, xa thứ tối nay mình học được bài rất là tuyệt vời ha. Do phước quý báu mà chúng ta đã học ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống có trí tuệ, thành tựu chánh trí, đồng niệm cao cả thể. Rồi, xin mời MC. Xin mời cả lớp cùng đọc kinh hồi hướng sau khi nghe Pháp Bá Thí Đá Na Ra Tha. Dạ, Đề Quá Tà, Sám Thí Di Hà Hòa Chí Nì, Thu Về Khá Rề, Bồ Thí Khá Rề, Ta Hề Ta Hề. Sita ta wan te cha la cha cha ye ki cha am da sam pa wa sam se da cha ta atha wo pa pa ti ka ni ya ni ka amma wa ra pa ti cha te sa be ni tu bu khat sa ta ro ro u sa kha ya ta a lu ti ka sa da ta ta no amma tha ra cha đã bút ca là sáng cổ hồ tú sa mắt đồ quá đã thà giá cha biết ta giá cha âm hè ra tu tham hồ sắp bề lý tham mà cha rí nộ bút tinh sắp là bố nề già má tham mà rí giá ba quê tiểu thể dần kính trí cứu sẽ là cầm mong các tập bằng khi đi dần ngó má Kaya na wacha manasa tirase sugatang katang ye satta samino ati ye ja satta samino katang budunya palang mayam sabbe pagi sawa tute ye tang katang sumwitang dinang budunya palang maya ye ja patta Na cha na ti se wa ran toan quê về ai dựng Chắp lệ vô khảo ni dê sát ta Chi hoàng ta ha phra hệ tu ca Ma nô nhạc phô cha thân Sắp bệ tập hạ tu ma ma chê ta sa ti Y đàn quả ta mê ra hà A sa wa ta dê wa ha Hồ tu na ya gà tê Y đàn nô Thank you.